Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp giới thiệu với các bác một cái chiếc máy massage chân rất là VIP nhé. Con này full tính năng, có rất là nhiều các chương trình để cho các bác lựa chọn. Về hình thức thì còn rất là mới, phần vỏ cũng rất là đẹp. Phần vỏ rất là đẹp các bác nhé, gần như là không có chảy xước gì nhỉ. Phần vải vẫn rất ok, chưa có dấu hiệu gì của sờn cả. Vải vẫn còn rất mới này. Con này thì nó chạy điện 100V các bác ạ. Máy Nhật này thì tất cả đều chạy điện 100V nhé. Đây, máy đang chế độ bóp này, có bi lăn ở giữa các bác nhé. Bi lăn ở giữa này. Đấy, cái bi này có thể đảo hai chiều. Đấy, hai phần bóp hai bên. Ở máy này ngoài massage bàn chân thì các bác hoàn toàn có thể massage được bắp chân nhé. Các bác đặt cái chân vào đây thì massage phần bắp chân như bình thường luôn. Đấy, nằm ra, mình nằm ngửa ra, mình đặt đây, nằm ngửa đặt máy lên, bắp massage phần bắp chân. Đấy, trong catalog hướng dẫn của nhà xuất là có hướng dẫn như vậy đấy các bác nhé. Em giới thiệu các bác về tính năng này. Con này nó có hai cái bài lập trình sẵn của nhà sản xuất, mỗi bài này nó kéo dài khoảng 15 phút. Đấy. À, cái máy này thì em cũng đã gửi cho giống nhà bà em cũng gửi một cái máy nhà bà em dùng rất là thích. Đấy, giống hệt như này luôn. Có hai chế độ lập trình sẵn, hai bài sẵn các bác nhé. Và chế độ chỉnh tay các bác tắt đi, các bác bật lại. Chế độ chỉnh tay này thì có 3 cấp độ chỉnh tay chậm, nhanh khác nhau. Và đặc biệt là có cái mũi tên này, các bác có thể đảo bi hai chiều ngược lên hoặc xuống phần bi. Đấy. Đấy, bây giờ mình đảo lại thì nó lại chạy ngược lại, bi lại chạy ngược lại. Đấy. Đảo chiều ở đây các bác nhé, đảo chiều bi. Đấy. Cái model này có tính năng rất là hay là tăng tốc độ ở đây, đảo chiều bi, hai bài lập trình sẵn. Đấy, máy test bóp ok các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, bóp tay đấy. Yeah. Trước này thì em bán là 1.800.000, tặng kèm đổi nguồn từ 220V sang 100V. Các bác nào không lấy thì lấy đổi nguồn để trừ đi 100.000, còn 1.700.000, giá 1.800.000 chưa phí vận chuyển các bác nhé. Em không bao ship đâu ạ. Chào các bác.